비추고 chó quý đắt tiền và quý hiếm. Đa số khi nghe được câu này đều nghĩ đến những giống chó ở tít phương trời Tây xa xôi, kiểu như ngao Tây Tạng tiền tỷ, hay ít nhất cũng phải là Corgi Alaska. Nhưng chẳng phải tìm đâu xa, tại Việt Nam chúng ta cũng có một giống chó được xếp vào một trong những loài hiếm nhất thế giới, đó chính là chó Phú Quốc. Tháng 10 năm 2015, Catherine Land, một người phụ nữ 42 tuổi, quốc tịch Anh Quốc, bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Đó là vì cô là người châu Âu đầu tiên sở hữu và nhân giống thành công những chú chó hiếm nhất thế giới, chính là chó Phú Quốc của Việt Nam. Cụ thể, Land đã lặn lội từ Anh Quốc sang Việt Nam, chọn cho được hai chú chó Phú Quốc đen mang về nước. Sau một thời gian chăm bẵm, cặp chó đã cho ra đời 4 chó con, 3 cái, 1 đực và chúng được đặt mua với mức giá lên tới 10.000 bảng Anh một con, khoảng hơn 300 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá lúc bấy giờ. Và theo những gì đã xảy ra thì đó không phải là mức giá do Land đặt ra. Đàn chó của Land đã thu hút rất nhiều người trên thế giới và mức giá cứ vậy mà đẩy lên cao. Vậy điều gì đã khiến chó Phú Quốc xứng đáng với mức giá như vậy? Đầu tiên phải kể đến sự thuần chủng hiếm có của loài chó này. Chó Phú Quốc là loài chó bản địa duy nhất tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang nước ta. Sau nhiều năm, hòn đảo đã tạo thành quần thể gen quá riêng biệt, khiến chúng trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Hơn nữa, chính vì chỉ tồn tại trên đảo, số lượng chó Phú Quốc cũng rất ít. Tính đến năm 2015, chỉ có khoảng 800 chó Phú Quốc được đăng ký trên toàn thế giới, trong đó hầu hết là ở trên đảo. Tiếp theo là vẻ ngoài đặc biệt của chó Phú Quốc. Chúng sở hữu một chùm lông xoáy mọc ngược dọc theo sống lưng. Đây là đặc điểm chỉ duy nhất 3 loài chó trên thế giới có được. Đó là chó xoáy Thái Lan, chó săn sư tử Nam Phi và chó Phú Quốc của Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng, chó Phú Quốc nổi tiếng thông minh, dễ dạy và trung thành với chủ nhân. Điều này khiến cho loài chó đã hiếm lại càng quý và giá trị được đẩy cao cũng là điều dễ hiểu. Điểm nổi bật nhất của chó Phú Quốc chính là xoáy dọc sống lưng. Tuy nhiên, màu lông của loài chó này cũng có những điểm đặc trưng riêng rất đáng chú ý. Dân gian Việt Nam có câu nhất vện nhì vàng, tam đen tứ đốm dành riêng cho chó Phú Quốc. Theo đó, 3 bộ lông đắt giá lần lượt sẽ là vện cọp, vàng lửa và mực tuyền. Phú Quốc vện cọp phải có vàng đều, rõ nét gần như lông hổ. Chó vàng lửa phải có màu đỏ sậm ánh đỏ, còn mực thì phải đen tuyền, không lẫn bất kỳ sợi lông khác màu nào. Phú Quốc thuộc giống chó săn nên một chú chó được đánh giá là đẹp nếu như có cơ bắp săn chắc, dáng thon, cao, oai vệ, đuôi có hình móc câu. Ngoài ra, nếu lưỡi có đốm đen càng nhiều, chó sẽ càng có giá. Về độ thông minh, nhiều ý kiến cho rằng Phú Quốc là một trong những giống chó đầu bảng. Tuy nhiên, chúng lại không được xếp trong danh sách những loài chó thông minh nhất. Border Collie đứng đầu danh sách này. Lý do đơn giản là do chúng quá hiếm, chưa đủ để hình thành được một bộ tiêu chuẩn trên thế giới. Cũng vì thế mà chó Phú Quốc chưa thể tham dự nhiều cuộc thi chó quốc tế. Táo Shikaichi, 400.000 đồng một quả. Táo thường được xem là trái cây phổ thông, giá cả phù hợp với đại đa số túi tiền của người tiêu dùng. Tuy nhiên, giống Shikaichi của Nhật Bản lại hoàn toàn ngược lại với quan điểm này. Nó là giống táo đắt nhất trên thế giới mà chỉ dành cho giới siêu giàu mà thôi. Tên của nó theo tiếng Nhật có nghĩa là số 1 thế giới, nhằm khẳng định chất lượng của Shikaichi. Tại các siêu thị, mỗi trái táo Shikaichi của Nhật Bản được bán với giá 21 USD, khoảng hơn 400.000 đồng. Lý do khiến loại trái cây này có mức giá trên trời như vậy là do trong khi tất cả các giống táo khác trên thế giới đều được áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch bằng máy móc, thì Shikaichi lại hoàn toàn thủ công. Các ruộng trồng táo đều được người nông dân trực tiếp thụ phấn bằng tay tỉ mỉ. Mỗi quả sau khi thu hoạch được rửa trong mật ong và dán nhãn thủ công. Cam lồi Nhật Bản, gần 2 triệu đồng một quả. Cam lồi Nhật Bản được lai giữa cam ngọt và quýt đường. Bề ngoài vỏ giống cam, bên trong ruột vàng rực và đặc trưng với chiếc núm lồi hẳn lên trên. Năm 2011, lần đầu loại cam này xuất hiện ở California, Mỹ và được gọi với cái tên Sumo.
Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD, gần 2 triệu đồng. Xoài miền Nam Nhật Bản, 60 triệu đồng một cặp. Năm 2014, cư dân mạng thế giới được dịp mắc chữ A, mồm chữ O trước thông tin hai quả xoài nằm trong số 231 cặp trái cây bày bán tại một chợ buôn ở tỉnh Miyazaki, phía nam Kyushu, Nhật Bản, được bán với giá 3.000 USD, khoảng hơn 60 triệu đồng một cặp. Theo Liên đoàn Kinh tế Nông nghiệp tỉnh Miyazaki, cặp xoài trên đã đạt danh hiệu Taiyo no Tamago, nhận quả trứng của mặt trời. Đây là danh hiệu có tiêu chí xét duyệt rất khắt khe. Trong đó, tất cả các loại trái cây đều phải nặng ít nhất 350g và độ ngọt cao. Dưa hấu đen Densuke, 130 triệu đồng một quả. Ngoài cặp xoài 3.000 USD, dưa hấu đen Densuke cũng là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ, từng được đấu giá lên tới 6.100 USD, khoảng 130 triệu đồng vào năm 2009. Dưa hấu đen được mệnh danh là vua của các loại dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả, mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 quả dưa hấu đen được thu hoạch. Lý do loại dưa này có mức giá trên trời còn là vì vị ngon ngọt tinh tế khó thấy ở các loại hoa quả khác cùng lớp vỏ cứng và sắc nét một cách hoàn hảo. Nho Ruby Roman, hồng ngọc La Mã của Nhật, 245 triệu đồng một chùm. Năm 2016, chủ một siêu thị ở miền Tây Nhật Bản đã trả 11.000 USD, hơn 245 triệu đồng để mua được một chùm 30 quả, tương đương 360 USD mỗi quả. Theo BBC, đó là chùm nho giống Ruby Roman, hồng ngọc La Mã đầu tiên trong vụ này ra mắt thị trường. Đây là giống nho siêu ngọt được trồng ở tỉnh Ishikawa. Theo Hiệp hội Nông nghiệp Nhật Bản, giống nho này được trồng hơn 10 năm ở tỉnh Ishikawa, có độ ngọt trên 18 độ. Mỗi quả nho nặng 20g trở lên mới được đưa ra thị trường. Dứa vàng ở Anh, 330 triệu đồng một quả. Ngày nay dứa không phải là loại quả quý hiếm, tuy nhiên đây là loại cây vốn thường được trồng tại vùng khí hậu nhiệt đới hơn là các xứ lạnh. Chính vì vậy, với phương pháp đặc biệt và sự chăm sóc chu đáo, The Lost Gardens of Halligan, một nông trại tại vùng Cornwall, Anh, cho ra mắt những quả dứa có giá trị hơn bình thường. Theo tiết lộ của The Lost Gardens, 8 cây dứa hiếm có được trồng tại đây tốn chi phí chăm sóc khoảng 1.600 USD, khoảng 33 triệu đồng mỗi cây. Khi một trong 8 quả dứa được thu hoạch, nông trại này cho biết nếu bán đấu giá, nó có giá lên tới 16.000 USD, khoảng 330 triệu đồng vì sự quý hiếm, giá trị sản xuất và tính độc đáo. Dưa lưới Yubari King, nửa tỷ một cặp. Là một trong những loại hoa quả cao cấp nhất Nhật Bản, dưa Yubari từ vùng Hokkaido được trồng bằng đất có tro núi lửa, với giá bán trung bình từ 200 đến 10.000 USD. Mỗi trái dưa sẽ được đóng trong những chiếc hộp gỗ có màu vàng giống vỏ dưa, bên trong có lót xốp và vải trắng. Thậm chí, một cặp dưa lưới Yubari King thuần chủng đã từng được rao bán trên mạng với giá 23.500 USD, gần nửa tỷ đồng. Yo Arnold, Mỹ, gần 30 tỷ đồng một bát. Yo Arnold là tên gọi giống dâu được trồng tại nhà hàng Arnold ở khu người Pháp của New Orleans. Tại đây, một bát đựng dâu tây với kem và bạc hà phủ bên trên được bán với giá lên tới 1,4 triệu USD, gần 30 tỷ đồng. Sự đắt đỏ này đến từ chất lượng tuyệt hảo của loài dâu Arnold, cũng như nhờ một viên kim cương hồng độc nhất nặng 4,7 carat, từng thuộc về Sir Ernest Castle, cố vấn kinh tế của Hoàng gia Anh, được bày kèm bát dâu tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!